trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, câu chuyện tín dụng sẽ là nội dung mà chúng tôi truyền tải trong chuyên đề ngày hôm nay. Và đó là một cảnh báo bởi gần 50% vốn phát triển dự án đang bị thu hẹp dần, thể hiện qua những con số 45% và 40% tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn trong năm 2018 và 2019, 20% hệ số rủi ro kinh doanh bất động sản. Và tiếp theo nữa là Basel 2 nhằm kiểm soát nguồn vốn và thị trường bất động sản. Vậy Basel 2 là gì? Quy định của hiệp ước này sẽ tác động ra sao và tác động lớn đến như thế nào đối với nguồn vốn cho thị trường nhà đất? Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Mời quý vị cùng theo dõi. Basel được thành lập ở thành phố Basel, Thụy Sĩ vào năm 1974 do 10 ngân hàng trung ương của 10 nước phát triển thành lập, còn gọi là G10. Đây là hệ thống chuẩn hóa về vốn và đo lường vốn trong ngân hàng. Trong đó, yêu cầu các ngân hàng phải nắm giữ một mức vốn tối thiểu để có thể đối phó với những rủi ro có thể xảy ra. Tính bằng công thức, CAR bằng vốn tự có chia cho tài sản có rủi ro. Năm 1992, Basel 1 được áp dụng với hệ số CAR là 8% và mẫu số của công thức là tài sản có rủi ro về tín dụng. Năm 2010, Basel 2 được thực hiện đầy đủ. Lúc này, hệ thống CAR tối thiểu là 8%, nhưng ở phần mẫu số thì rủi ro của tài sản giờ có thêm hai loại nữa là rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Đến năm 2013, Basel 3 có hiệu lực ở G10, mặc dù vẫn yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn 8%. Tuy nhiên, thay đổi ở phần tử số khi vốn chất lượng cao tăng lên. Còn ở Việt Nam, mặc dù không phải là thành viên của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, tuy nhiên, nhằm phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện các thí điểm Basel 2, dự kiến ngày 1 tháng 1 2020, tất cả các ngân hàng phải đảm bảo hệ số an toàn vốn 8%, tức giảm 1% hiện nay. Đồng thời, vốn tự có của ngân hàng phải phân bổ cho 3 loại rủi ro là tín dụng, thị trường và hoạt động, thay vì chỉ phân bổ cho một rủi ro là tín dụng như hiện nay. Quy định quản lý vốn và rủi ro từ Basel 2 của ngân hàng đang được hầu hết các chuyên gia đưa ra khuyến nghị. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần giảm lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng lúc này bởi Basel 2 thực thi, bất động sản sẽ lo nhiều hơn mừng. Các chuyên gia cho rằng Basel 2 sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển minh bạch hơn khi nguồn vốn cho vay được kiểm soát thông qua việc chọn lọc kỹ đối tượng cho vay của ngân hàng. Bởi vốn dự phòng rủi ro của các ngân hàng theo chuẩn Basel 2 có thêm danh sách dài các rủi ro như biến động bất lợi của lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro giá cổ phiếu, rủi ro danh tiếng và thậm chí là rủi ro chiến lược hoạt động của ngân hàng. Do đó, theo các chuyên gia, ngân hàng cần tăng khoản vốn dự phòng để bù đắp cho việc thu hẹp cho ba rủi ro. Tuân thủ Basel 2 thì nó là một thứ đương nhiên là phải đạt đến. Thế nhưng nói thật là trong nội bộ là rất là đau khổ, bởi vì để đạt cái chuẩn đấy thì hội đồng quản trị phải tăng vốn, cho dù là chưa sử dụng vào nhu cầu kinh doanh, tức là phải tăng cái dự phòng vốn lên. Chuyện là áp dụng Basel 2 sắp tới và kể cả hiện nay thì nhu cầu tăng vốn của nhà nước, của các ngân hàng là đang rất là lớn, và hiện nay ngân hàng nhà nước đã trình lên Bộ Chính trị về cái đề án cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, và trong đó có cả những cái giải pháp để mà tăng vốn cho hệ thống ngân hàng. Việc tăng vốn tự có bằng việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu hay tăng quỹ dự phòng không phải chuyện một sớm một chiều đối với các ngân hàng. Thậm chí ngay cả việc tăng vốn dự phòng cho một rủi ro tín dụng như hiện nay đã rất khó khăn. Huống hồ trong thời gian tới, nguồn vốn dự phòng này phải trích lập thêm hai rủi ro thị trường và hoạt động nữa. Có nghĩa, vốn tự có của ngân hàng đã giới hạn lại càng giới hạn hơn. Các chuyên gia phân tích, khi nguồn vốn tự có không thể tăng lên thì các ngân hàng không còn cách nào khác ngoài việc phải hạn chế cho vay ra. Thì họ phải phân bổ ra bao nhiêu là cho rủi ro tín dụng, bao nhiêu là cho rủi ro thị trường và bao nhiêu là cho rủi ro hoạt động. Thành ra cái vốn mà để bù đắp cho cái rủi ro tín dụng nó sẽ nhỏ hơn là hiện tại. Và với cái đồng vốn mà nó nhỏ lên hơn, nhỏ ra, với cái đồng vốn nó nhỏ hơn mà áp dụng cái hệ số rủi ro lên đến 200%, thì cái lượng tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản đó sẽ bị thu hẹp lại. Khi lượng tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản đang từ từ giảm xuống, bởi trước đó, thông tư 19 đã siết lại việc dùng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn xuống mức 45% trong năm 2018 và 40% vào năm 2019. Có nghĩa,
lần lượt lượng vốn để ngân hàng dùng cho bất động sản vay rút ngắn 5% và 10% so với năm 2017. Cho nên, Basel II lần nữa là cú đánh mạnh khiến việc vay vốn kinh doanh bất động sản sẽ rất khó khăn trong 2 năm tới. Chúng tôi vì tuân thủ Basel II, chúng tôi còn phải tuân thủ hơn cao hơn cả cái mức độ yêu cầu của thông tư 36 nữa. Trong thông tư 19 sửa đổi vừa rồi, ngân hàng nước cho phép các ngân hàng thương mại trong năm nay lấy cái vốn ngân hàng cho vay trong dài hạn là tối đa không quá 45%. Nhưng hiện nay ngân hàng OCB phải tự đặt ra cho mình cái tiêu chuẩn là không vượt quá 30%. Theo các chuyên gia, với Basel II, hệ số rủi ro cho vay kinh doanh bất động sản sẽ phình ra, còn vốn tự có của ngân hàng thu hẹp lại. Cho nên quy định quản lý vốn và rủi ro này sẽ tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản, bởi vốn từ ngân hàng đang chiếm trung bình gần 50% vốn phát triển của các dự án. Theo các chuyên gia, kịch bản của dòng tín dụng đổ vào bất động sản trong 2 năm tới đó là giới hạn hơn nữa, bởi các ngân hàng sẽ kiểm soát rủi ro rất chặt chẽ, trong đó việc thẩm định tài sản và đối tượng cho vay sẽ nghiêm ngặt hơn hiện nay. Theo các chuyên gia, dòng vốn từ ngân hàng đang chiếm chủ đạo gần 50% vốn phát triển dự án. Ngoài 5 kênh huy động vốn còn lại là khách hàng, mua bán và sáp nhập, chứng khoán, vốn tự có của doanh nghiệp và hợp tác kinh doanh. Cho nên, chỉ một động thái nhỏ của ngân hàng là kiểm soát rủi ro chặt đến từng đối tượng cho vay thông qua việc thẩm định nghiêm ngặt giá trị tài sản. Khả năng trả nợ và tính thanh khoản của dự án trong tương lai sẽ khiến dòng tín dụng vào bất động sản chảy chậm lại, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, bởi chỉ riêng thủ tục xin đất và giải phóng mặt bằng gần 2 năm như hiện nay đã khiến doanh nghiệp điêu đứng. Các chủ đầu tư lại lỡ đi các cái cơ hội quyết định đầu tư, hoặc trong điều kiện mà chủ đầu tư chờ đợi thì có mấy cách thường chủ đầu tư hay làm là, một là chủ đầu tư có thể là họ tự ước tính cái cách theo cách của họ. Và cái này nó có một mặt của vấn đề, đấy là việc là nó sẽ có thể không sát. Và không sát nó sẽ dẫn đến là cái hiệu quả đầu tư nhiều khi nó lại không chính xác, và dẫn đến cái kết quả, cái quyết định đó nó sẽ là gây rủi ro cho chính nhà đầu tư. Basel II nó có những cái phương pháp để mà quản lý rủi ro, cách tính quản lý rủi ro cũng như là tất cả những cái quy định của nó chặt chẽ hơn nhiều. Thành ra một điều chắc chắn là trong tương lai các ngân hàng sẽ phải rất chặt chẽ trong cái vấn đề quản lý rủi ro. Thành ra nó sẽ Basel II sẽ ảnh hưởng tới tín dụng bất động sản. Với hệ số rủi ro 200% thì khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của một số đối tượng sẽ trở nên khó khăn khi dự báo vốn cho vay kinh doanh bất động sản có thể rút lại đến 1/2 so với hiện nay, và tác động mạnh nhất là thị trường thứ cấp, bởi các hoạt động xây dựng, mua bán, cho thuê bất động sản đang có hệ số rủi ro cao nhất trong 31 nhóm tài sản cho vay của ngân hàng. Cái doanh nghiệp siêu nhỏ với cái điều kiện là không đủ tài sản thế chấp, không đủ các cái điều kiện về báo cáo tài chính thì không cách nào tiếp cận được với cửa của ngân hàng cả. Cái chặt chẽ không phải nghĩa là vấn đề thủ tục nhiều, mà chặt chẽ là gì? Là người ta sẽ tính toán và thấy được cái khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ cũng như là cái năng lực tài chính của cái người vay vốn của mình, và từ đó có những cái quyết định cho vay hợp lý. Một khi các ngân hàng giới hạn cho vay thì ngay lập tức tính thanh khoản của thị trường bất động sản sẽ bị tác động do hai luồng vốn đổ vào thị trường bất động sản ảnh hưởng. Cụ thể đó là dòng vốn trực tiếp từ các ngân hàng đổ vào các dự án, và thứ hai là nguồn vốn từ các nhà đầu tư vào thị trường nhà đất sẽ chậm lại. Khi mà cái chủ đầu tư đó, các nhà phát triển bất động sản họ tiếp cận cái nguồn vốn khó đó, thì nó sẽ dẫn đến cái việc rằng là cái nguồn cung ra thị trường sẽ có những cái sẽ có cái khuynh hướng giảm. Sắp tới thì các doanh nghiệp nó vẫn tiếp tục ra hàng, nhưng mà về mặt các thủ tục pháp lý nó sẽ đầy đủ hơn trong năm 16-17. Cho nên là cái đó nó cũng làm ảnh hưởng tới cái vấn đề ra hàng của các chủ đầu tư, họ phải ra hàng đúng luật và phải đầy đủ các cơ sở pháp lý họ mới dám ra hàng, không có thể là thiếu một vài giấy tờ có thể ra hàng. Hiện vẫn còn 2 năm để Basel II đi vào thực thi trên toàn hệ thống ngân hàng, nhưng đối với doanh nghiệp nhà đất thì thời gian chuẩn bị không còn sớm. Theo các chuyên gia, đã đến lúc các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải xem xét lại cơ cấu vốn của mình, bởi đến năm 2020, nguồn tín dụng từ ngân hàng sẽ không mấy thuận lợi cho bất động sản.
Các chuyên gia dự báo sẽ có hai kịch bản tác động lên thị trường nhà đất, trong đó phụ thuộc vào động thái của doanh nghiệp lúc này. Thứ nhất là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ bị rung lắc mạnh nếu vẫn còn phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Và thứ hai có thể đứng ngoài tầm ảnh hưởng nếu thay đổi. Vậy các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải làm gì trong bối cảnh tín dụng ngày càng siết chặt? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào ông ạ. Trước hết, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Theo ông thì các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải làm gì trong bối cảnh này ạ? Với cái việc thay đổi trong thông tư 36 cũng như là các thông tư 19 ra đời thì trong thời gian tới cái dòng vốn vào trong lĩnh vực bất động sản từ góc độ các cái ngân hàng nó sẽ bị hạn chế rất nhiều thông qua cái vấn đề quản lý rủi ro, thông qua vấn đề các cái chỉ tiêu an toàn vốn, vân vân. Trong cái thông tư 41 cũng như trong các thông tư 19 thì chúng ta thấy rằng là các hơn bao giờ hết các cái doanh nghiệp bất động sản họ sẽ tìm các cái kênh huy động vốn khác thay vì chỉ dựa vào trong cái kênh là ngân hàng, ví dụ như họ thực hiện cái kênh huy động vốn thông qua hoạt động là M&A. Cách thứ hai là hoạt động huy động vốn thông qua M&A. Cách thứ hai là họ huy động vốn thông qua cái kênh là thị trường chứng khoán, tức là họ sẽ phát hành các cái cổ phiếu thông qua cái thị trường chứng khoán, tại vì lúc đó khi mà họ phát hành thông qua cái thị trường chứng khoán á thì lúc đó họ sẽ có được các cái nguồn vốn trung dài hạn, nó ổn định và nó sẽ giảm được cái áp lực về cái đòn bẩy tài chính. Thì lúc đó các công ty chứng khoán họ sẽ có được cái chiến lược phát triển lâu dài. Và lúc đó cái nguồn vốn của họ là ổn định, trung dài hạn và nó giảm đi cái áp lực trả nợ. Thì lúc đó cái nguồn vốn chỉ dựa vào ngân hàng hiện nay trên 70% của các cái doanh nghiệp bất động sản nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và từ đó nó tạo ra cho cái hoạt động của công ty bất động sản nó sẽ hiệu quả hơn như bây giờ. Và lúc đó nó sẽ tạo ra một cái sự ổn định và nó giúp cho các cái dự án bất động sản nó sẽ đi vào thực tế và nó hiệu quả hơn nữa. Đối với cái doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ mà không có khả năng phát hành cổ phiếu đưa lên thị trường chứng khoán thì họ phải làm gì ạ để huy động vốn ạ? Thì thông thường các doanh nghiệp mà bất động sản nhỏ đó, thì họ sẽ huy động vốn thông qua hình thức là một là dựa vào cái kênh là tài chính, kênh là ngân hàng. Cách thứ hai là họ sẽ thông qua hình thức là sáp nhập hợp nhất, hoặc là họ bị các cái doanh nghiệp lớn mua lại, thì lúc đó họ sẽ cùng với các doanh nghiệp lớn để mà cùng phát triển và cùng thực hiện các cái dự án mà họ đang triển khai. Liệu lãi suất cho vay bất động sản có sẽ tăng không ạ? Theo cái chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước cũng như là cái định hướng điều hành trong cái chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước thì theo cái chỉ đạo của Chính phủ cũng như là cái định hướng điều hành trong cái điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước thì trong cái năm 2018 thì với cái chỉ đạo của Chính phủ cũng như là cách thức điều hành của về cái chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước thì cái lãi suất cho vay trong cái năm 2018 dự kiến sẽ được duy trì ổn định như là năm 2017. Tuy nhiên đây sẽ là một áp lực rất lớn trong cái điều kiện là GDP trong quý 1 của chúng ta là đã tăng kỷ lục trong vòng 10 năm, tức là đạt mức là trên 7% dự kiến, cũng như cái tỷ lệ lạm phát chúng ta nỗ lực trong vấn đề kiểm soát lạm phát dưới mức 4% và rất vất với rất nhiều cái cân đối lớn của nền kinh tế tạo ra một áp lực điều hành để ổn định lãi suất trong cái năm nay, thì với mục tiêu là ổn định lãi suất cho vay cũng như lãi suất huy động trong cái năm 2018, nhưng mà áp lực cho các nhà điều hành, cho các cái ngân hàng thương mại cũng như các cái doanh nghiệp là vô cùng lớn trong cái vấn đề là có thể giữ được cái mức lãi suất cho vay như cái năm 2017, và đây cũng sẽ là một cái thách thức vô cùng lớn cho các cái nhà hoạt động kinh doanh bất động sản trong cái năm 2018. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của kênh truyền hình VITV hôm nay. Như vậy đã đến lúc các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần tính toán lại dòng vốn vay bởi 2 năm là thời gian không còn dài. Đến đây thì chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.